Xin được chào mừng quý vị khán thính giả đã đến với kênh MC Ngọc Việt Và Ngọc Việt xin được tiếp tục gửi tới quý vị các nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Vương Quý vị nhớ ấn subscribe, like và chia sẻ video để Ngọc Việt có thêm động lực Một lần nữa xin được cảm ơn Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe chuyện Mao Sơn Quỷ Vương tập 114 Miêu sát bị bao vây tứ phía Lần này nó chắc chắn trốn không nổi Cát vũ tiến lại gần Hắc tiểu sắc quay lại liếc hắn một cái buồn bực nói Mẹ nó chứ Tiền sắp tới tay rồi còn bị tuột mất Còn miêu sát này dám ngáng chân ta Nếu lát nữa mà bị ta bắt được Hắc ra tao phải lột giáp của nó Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn Miêu sát thật sự Không tầm thường đâu Hàn dần nhỏ giọng nói Sợ cái gì chứ Miêu yêu còn ở đây Một con miêu sát thì có gì to tát Nó chỉ có một con đường Đó là chết thôi Hắc tiểu sắc thừa ông học nói Miêu sát vẫn đang bị Hai đại yêu quần đánh Nó mệt mỏi để mà đối phó Một khi muốn trốn thoát khỏi vòng chiến chắc chắn sẽ có một lão quỷ mạnh mẽ đẩy nó trở về vòng chiến cứ đánh như vậy phòng trường chưa đến 5 phút miêu sát sẽ bị bắt sống cát vũ nhìn thấy miêu sát bị vây đánh trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn miêu sát có la gan lớn đến đâu thì cũng không thể nào đụng tới hai người họ chưa nói gì đến hàn đại sư khí tức trên người bọn họ là thứ mà miêu sát không thể nào cảm nhận được nhưng miêu sát này lại cố tình muốn dọa sợ oan hồn của Đặng Như Hoàng. Điều này chứng tỏ Miêu Sát cố ý xuất hiện. Nó muốn ngăn cản hai người bọn họ siêu độ cho Đặng Như Hoàng. Vì cớ gì mà Miêu Sát phải làm như vậy chứ? Cát Vũ nhìn Miêu Sát, trầm tư suy nghĩ. Ngay lúc Miêu Sát đang bị bao vây, bỗng nhiên có tiếng bước chân từ cánh rừng cách đó không xa truyền tới. Ba người nghe thấy thì vội vàng quay đầu nhìn lại đêm hôm khuya khuất, sao lại có người chạy đến chỗ nghi trang này được? Suy nghĩ này vừa nảy ra, thì từ trong rừng, một bóng người từ từ xuất hiện. Tay của gã cầm cờ chiêu hồn, gã ta tiến đến giữa sân, khiến cho ai nấy đều hoảng sợ. Nhìn kỹ lại, lá cờ trong tay của người kia không phải là cờ chiêu hồn, mà đó chính là cờ trảm quỷ. Trên bề mặt có vô số ký hiệu của quỷ vật. Cát vũ mơ hồ cảm giác được trên cờ trảm quỷ kia có một khí tức của Phật ra. Khí tức lan tràn khắp nơi. Cát vũ rất nhanh biết được trên cờ trảm quỷ kia là xá lợi của cao tăng nhà Phật. Sau khi được nhìn thành bột, được rắc lên cờ trảm quỷ. Một cờ trảm quỷ vừa có lá cờ khắc chế quỷ vật, vừa có xá lợi của cao tăng Phật ra, có thể nói là pháp bảo khắc chế quỷ vật tối cao mà người kia khoảng chừng 50 tuổi, mang theo cờ chạm quỷ tới. Tay của gã ta vừa động, khí tức hùng mạnh tỏa ra bốn phía. Quỷ vật của Cát Vũ cực kỳ sợ hãi trước khí tức hùng mạnh này. Bọn chúng quay đầu nhìn nhau, sau đó đồng loạt bay về phía Cát Vũ, chui vào bên trong tụ linh tháp. Ngay cả Miêu Yêu và xả Yêu cũng không thể chống cự nổi. Chúng liền hóa thành hai đạo yêu khí, rồi chui vào bên trong tụ linh tháp miêu sát lúc này không bị ai chặn lại thân hình của nó chợt loáng lên một cái vội vàng chạy đến chỗ người nọ nhanh chóng mà bám vào ống quần rồi trèo lên nằm úp trên bờ vai của gã tiếp theo miêu sát kêu lên một tiếng ánh mắt cảnh giác nhìn bọn họ buổi tối này thật đúng là náo nhiệt bỗng nhiên lại xuất hiện một người từ đâu tới hắc tiểu sắc chợt cảm thấy kỳ lạ thân hình vừa động tránh sang một bên Hắn ta rút pháp khí ra, nhìn chằm chằm vào người nọ. Hàn Dần cũng lui sang một bên, ba người đứng thành một hình tam giác vây quanh người nọ. Người là ai? Cát Vũ nhíu mắt lại hỏi, đánh giá người trước mặt. Người này khoảng chừng 50 tuổi, đeo kính, trang phục bình thường, thân hình mập mạp. Cát Vũ có thể cảm nhận được, tên này chắc chắn không hề đơn giản. Cờ chạm quỷ ở trong tay của gã ta chắc chắn không phải vật mà người bình thường có thể có được người không cần biết ta là ai tiểu tử họ lưu kia thật sự đáng chết các người không cần xen vào chuyện này người nọ u ám rồi nói người là cái thá gì mà bọn ta phải nghe theo hắc tiểu sắc chỉ kiếm về phía người đó rồi nói người nọ mặc dù bị ba người bọn họ bao vây nhưng sắc mặt vẫn không hoàng gã ta hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói cốt <laughs> đê ta sẽ tha mạng cho các ngươi nếu còn nhiều lời thì các ngươi và tiểu tử nhạo lưu kia đều phải chết vì đại ca này thật là mạnh miệng ta thấy đại ca chắc hẳn là dân bản xứ càng đào Tại hạ chính là hậu nhân nhạo hàn ở càng đào hàn dần không biết vị đại ca này là người thế nào Hàn dần ở cảng đảo Cũng coi như là có chút danh tiếng Gã ta tự giới thiệu Chính là muốn dằn mặt người kia Để cho gã ta biết khó mà lui Nào biết người nọ nghe xong Cũng chỉ lướt nhìn Hàn dần một cái Vẻ mặt u ám mà nói Người là cái thá sể Một tầy phong thủy nhỏ nhỏ Cũng dầm nói chuyện với ta Các người suốt cuộc có đi không Không đi thì Chỉ có con đường chết Dứt lời, người nọ vung cờ trảm quỷ lên. Khí tức từ mặt cờ tỏa ra trong không khí. Chỉ trong chốc lát, khí chàng cuồn cuộn, làm cho người khác đều phải hoảng loạn. Vì cái gì mà ngươi muốn ngăn cản bọn ta? Cát Vũ trầm giọng hỏi. Đừng có nói nhiều lời vô ích như vậy, mau tránh ra nào. Người nọ vốn dĩ không muốn giải thích, chỉ thúc giục ba người bọn họ rời đi, nếu người nói chuyện nhẹ nhàng với bọn ta Hai bên vốn dĩ còn có thể thương lượng Nhưng người lại khăng khăng đuổi bọn ta đi Người cảm thấy Bọn ta sẽ nghe theo sao <laughs> Xem ra các người Muốn chọn cách chết rồi Người nọ vừa nói xong Cắm cờ chằm quỷ xuống mặt đất Miêu sát trên vai của gã Nhất thời phát ra một tiếng kêu đầy thê lương Không lâu sau Mười mấy người từ trong rừng xuất hiện Dẫn đầu là một lão già tầm khoảng 60 tuổi, tóc hoa râm. Ngay sau lão ta là mười mấy người mặc đồ đen. Nhìn trang phục là biết tất cả đều là người tu hành. Càng đảo này đúng là nơi ngọa hổ tàng long. Nhưng Cát Vũ vẫn không nghĩ ra được, những người này rốt cuộc từ tớ đâu tới? Tại sao lại xen vào chuyện của bọn họ? Lão già cầm đầu đám người mặc đồ đen kia có vẻ không tầm thường. Ánh mắt như là chim ưng, trang phục đen tuyền, hai tay chắp sau lưng, đứng cách cát vũ tầm bảy tám thước, nhìn về phía ba người bọn họ. Một đám người từ đâu đột nhiên xuất hiện, khiến cho ba người bọn họ ngạc nhiên không thôi. Nhất là lão giả cầm đầu, cát vũ mới chỉ nhìn thoáng qua một cái, nhưng đã bị khí tức trên người của lão giả thu hút. Lão giả này chắc chắn không hề đơn giản, hắn cần phải cẩn thận mới được đám người kia dừng lại. Lão giả hít mắt đánh giá Cát Vũ. Ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. <cười> Vị tiểu huynh đệ này nhìn thật lạ mắt. Người chắc chắn không phải người càng đảo. Người từ đại lục tới phải không? Cát Vũ gật đầu, tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh rồi nói. Đúng vậy. Chuyện này, các người tốt nhất là không nên xen vào. Nếu rời khỏi đây, bọn ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Chắc hẳn các ngươi cũng biết được, tiểu tử nhỏ Lưu kia làm nhiều việc ác, hại vô số người. Nếu các ngươi vẫn muốn cứu hắn, chẳng các nào nối giáo cho giặc. Các ngươi đều là người tu hành, tốt nhất là nên cân nhắc thật kỹ, vẫn nên đi đi. Lão già nói chuyện cực kỳ khách khí, có phong phạm của một lao đại, Tiểu tử họ lưu kia thật sự làm rất nhiều việc ác, nhưng tội không đáng chết. Cho dù hắn phải chết, cũng không thể chết trong tay quỷ vật. Nếu như vậy, khi oan hồn hắn xuống địa phủ, chắc chắn phải chịu hình phạt. Chắc các người cũng biết được điều đó. Cát vũ thản nhiên trả lời. Lão già mỉm cười, lại liếc mắt đánh giá cát vũ một lần nữa, cười nói: <cười> tiểu huynh đệ này, người đến từ đâu vậy? tiểu đạo đến từ Mao Sơn, đệ tử của Trần Duyên chân nhân, tự là Long Viêm, xin bái kiến tiền bối." Cát Vũ chắp tay trả lời. Nghe thấy Cát Vũ báo danh, lão giả kia có hơi ngẩn ra một chút. Những người phía sau lão ta liền quay lại nhìn nhau với vẻ mặt bối rối. Ngay cả người cầm cờ trảm quỷ phía trước cũng thay đổi sắc mặt. Tính cả Hoa Hạ, thậm chí là cả Đông Nam Á, khi nhắc tới Mao Sơn là không ai không biết, danh tiếng vang xa mà Cát Vũ là đệ tử chân truyền của trưởng giáo Mao Sơn Trần Duyên chân nhân, thân phận không hề đơn giản. Người khác vừa nghe thấy cũng phải hoảng sợ. Lão giả nghe vậy thì trầm ngâm một lúc, lại cười ha ha rồi nói: "Ha ha 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 ha, quả thực là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn nhỏ như vậy mà tu vi đã đến bậc này, thực là ngoài dự đoán." Người nghe lão phu nói một câu, "Việc này Người không nên xen vào Các người có thể rời đi Giờ vào cái gì Mà ngươi bảo bọn ta đi thì bọn ta phải đi Người là ai Hắc tiểu sắc híp mắt rồi hỏi Người nhìn cúc không tệ Người tên là gì Lão già kia lại hỏi Hắc gia ta đi không đổi tên Ngồi không đổi họ Là đại đệ tử chân truyền của trường lão truyền công Núi Võ Đăng Hắc tiểu sắc Hắc Tiểu Sắc nói thẳng. Lão già nghe vậy thì kinh ngạc một hồi. Một người là đệ tử chân truyền của trường sao Mao Sơn Trần Xuyên chân nhân, còn một người là đại đệ tử chân truyền của Trưởng lão núi Võ Đang. Tu vi của Trưởng lão không nhỏ, đệ tử của lão ta chắc chắn không nghề yếu. Lão già bèn cười nói. <cười> Được rồi, nếu các ngươi đã muốn biết, ta nói cho các ngươi cũng không sao kẻ hèn này là tổng Đa chủ phó quảng thiên của nhất quan đạo ở cảng đảo rất vui được gặp mặt nói rồi lão già còn chắp tay với ba người bọn họ vừa nghe tới đây cả ba người không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh vẻ mặt trầm xuống hàn dần còn bị dọa đến sợ run rẩy không tự chủ được mà lui vài bước đứng cạnh cát vũ nhất quan đạo là thứ gì kia chứ Tà giáo đứng đầu ở hạ Trước kia là bạch liên giáo Hai năm trước Kiểu sương hoa lý bạch cùng Phật đạo Hợp lực lại Cùng nhau tiêu diệt tổng đà của nhất quan đạo Giết chết được tổng đà chủ Lúc đó nhất quan đạo coi như là bị diệt môn rồi Trận chiến ấy vô cùng thảm thiết Vô số cao thủ võ lâm đã tử nạn Cho dù là Phật đạo Cũng bị tổn thương nguyên khí Đại sư tuệ giác chết thảm Cao thủ đệ nhất thiên hạ ngô niệm tâm Cũng bởi vậy mà chết khó khăn lắm mới có thể tiêu diệt được tổng đà nhất quân đạo. Những nhân vật chủ chốt trong nhất quân đạo cũng đã bị chém chết. Mặc dù tổng đà nhất quân đạo bị tiêu diệt, nhưng đệ tử các phân đà của nhất quân đạo vẫn tản ra khắp nơi trên hoa hạ. Nhất là ở đây, cảng đảo vừa giàu có lại vừa đông đúc, không bị cuộc chiến kia ảnh hưởng, cho nên thực lực của nhất quân đạo ở nơi đây vẫn được bảo toàn. Mà lao giả trước mặt này lại là tổng đà chủ của phân đà ở Cảng Đảo, quản lý tất cả các đệ tử của nhất quân đạo trên Cảng Đảo này. Theo sau lão giả này, chắc cả là những nhân vật tinh anh nhất của Cảng Đảo. Bọn nọ chưa động thủ, mà dùng lý lẽ thuyết phục đã cho Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc thể diện rất lớn rồi. Nếu hai bên đánh nhau, hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Hàn Sần, gã không dám động vào những người này một thầy phong thủy nho nhỏ làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của thiên hạ đệ nhất tà giáo nhất quân đạo này chứ? Mặc dù không còn tổng đà, thực lực của bọn họ không thể khinh thường được. Đắc tội với bọn họ không có gì tốt đẹp cả. Hàn dần kinh sợ không thôi, hà giọng nói với Cát Vũ: Sư già, chúng ta đừng xen vào chuyện này nữa. Tiền có thể không kiếm, nhưng nhưng mạng nhỏ thì phải giữ lại. Cát Vũ bất động một chỗ, hắn mỉm cười, nói với Phó Quảng Thiên. <laughs> ta còn tưởng là ai, thì ra là dương nhiệt của Tà giáo nhất quân đạo, tổng đạo các ngươi bị tiêu diệt chưa đến 2 năm, vậy mà các ngươi còn dám cản quấy như vậy sao? Phó Quảng Thiên hơi biến sắc, nhưng vẫn cười nói. <cười> Tiểu huynh đệ này, ta nể mặt Mao Sơn mới thả ngươi đi. Nếu không, người nghĩ Người có thể sống sót mà rời khỏi đây sao Xưa nay Chính ta không đội trời chung Nhất quan đạo Đã hại biết bao nhiêu người rồi Chỉ tính riêng trận chiến với tổng đà nhất quan đạo Núi Võ Đăng đã tổn hại mấy chục cao thủ Món nợ này Bảo ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ Hắc tiểu sắc cũng lâm liệt mà nói Hai người này Đều là loại không sợ trời Không sợ đất Muốn đuổi bọn họ đi đâu có dễ dàng như vậy Tín ngữ của bọn họ chính là xem nhẹ sự sống chết. Họ chỉ coi cuộc sống như hàng nghìn trận chiến nối tiếp nhau. Nói như vậy, các người không để mặt lão phu đúng không nào? Chắc chắn không đi sao? Phó Quảng Thiên hít mắt lại, tức giận nói. <laughs> người muốn uy hiếp bọn ta sao? Người nghĩ ta sợ các ngươi chắc? Hắc Tiểu Sắc không nhún nhường nói. Được rồi, đúng là nghe con không sợ hổ, vậy thì ta đây đành phải ra tay. vừa dứt lời, phó quảng thiên liền phung tay lên, mười mấy người phía sau nhanh chóng bao vây ba người bọn họ. nhất quan đạo là đệ nhất tà giáo của hoa hạ, sau hai năm bị tiêu diệt, sương nhiệt của chúng vẫn kéo dài hơi tàn, ngủ đông chờ thời cơ để mà trỗi dậy. trước kia cát vũ và dương phạm đã từng bị sương nhiệt của nhất quan đạo bao vây hắn thật không ngờ có thể gặp lại người của Nhất Quan Đạo ở cảng đảo này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở cảng đảo này, núi cao hoàng đế xa, Phật đạo của Hoa Hạ chắc chắn không thể nào chú ý tới, mà thế lực của Nhất Quan Đạo ở nơi này được bảo trì tương đối đầy đủ, không bị hao tổn bởi trận chiến kia. Nếu hôm nay đã gặp thì đành phải liều mạng thôi. Trong trận chiến với tổng Đà chủ lần trước, Nữ vô đang đã tổn hại rất nhiều cao thủ Mà Mao Sơn là thiên hạ đệ nhất đạo môn Cũng phải chịu hậu quả thảm thiết Nhất quân đạo trước giờ Luôn lấy Mao Sơn để khơi mào chiến tranh Thời điểm nhất quân đạo bao vây Mao Sơn Cát Vũ và sư phụ hắn là Trần Duyên chân Nhân Không có mặt ở đấy Nhưng nghe hắn nói Hai năm trước Tổng đà nhất quân đạo tàn sát Mao Sơn Hơn một nửa đệ tử bị tổn hại Ngay cả người thường sống ở Mao Sơn bọn họ cũng không hề buông tha. Cát Vũ còn nghe nói, lúc tổng đà chủ nhất quân đạo trước đây lộ mặt, mang theo một loại uy lực không thể chống đỡ. Thế nhưng cuối cùng, nhất quân đạo vẫn bị đánh lui. Giống như là Hắc Tiểu Sắc vừa nói, sơ nay chính ta không đội trời chung. Hai bên gặp lại, chẳng khác gì củi khô gặp lửa nóng, bốc cháy ngùn ngụt. Phó Quảng Thiên cực kỳ không hài lòng, lão ta ra lệnh cho mười mấy cao thủ đứng phía sau mình bao vây ba người bọn họ lại bị bao vây nhưng cát vũ vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ đặng như hoàng này đã làm gì mà động đến thế lực nhất quan đạo ở cảng đảo chứ hắn ta chỉ là một người bình thường hoàn cảnh thảm thương còn phải nhảy lầu chết thảm rơi vào cái kít đầy khuất nhục thế mà hắn ta lại là người nhất quan đảo tìm kiếm điều này không khỏi khiến cho cát vũ sinh nghi Thế nhưng, trước mắt đây không phải là thời điểm thích hợp để bàn luận về vấn đề này. Phó Quảng Thiên nhanh chóng đánh tới ba người bọn họ. Hàn Dần ở một bên đã bị dọa sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu. Gã đã bao giờ đụng độ với đại cao thủ như vậy đâu. Theo sau Phó Quảng Thiên là những nhân vật tinh anh của phân đà Cảng Đào. Cứ 3 đến 5 người hợp lại thành một trận pháp, đối phó với từng người trong số họ. Chỉ là Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc cũng không đơn giản. Tuy phải lấy một trọi năm, nhưng vẫn không rơi vào thế hạ phong. Trường kiếm trong tay của bọn họ va chạm với pháp khí, pha ra từng trận âm thanh leng keng giòn giã. Trong ba người, Hàn Dần có tu vi kém nhất, gã bị hai đệ tử của Nhất Quan Đạo đánh lui về phía sau. Nhận thấy tình thế không ổn, gã ngay lập tức vung cây quạt, vô số hoa mai hiện ra. Mỗi cánh hoa hóa thành lưỡi dao sắc bén mà đánh về phía hai người nọ thủ đoạn tuy rằng rất đẹp mắt nhưng cũng không có tính thực dụng lắm hàn dần vẫn không thể thoát khỏi hai người này quay trở lại cát vũ với sự trợ giúp của mao sơn thất tinh kiếm hắn vẫn đang chiến đấu ngang sức với năm tên đệ tử nhất quan đạo thế nhưng sức lực của năm người hợp lại không phải là thứ dễ đối phó mặc dù chưa thể bắt sống cát vũ nhưng vẫn khiến hắn ứng phó khổ cực chưa biết được thực lực của đối thủ Suốt cuộc đến đâu cát Vũ đành phải sùng mao sơn hỗn nguyên bắt quai kiếm bảo vệ quanh thân mình lấy phòng là chính cẩn thận giao thủ với năm người nọ hắc tiểu sắc cũng đang bị năm người vây khốn hắn ta vung vẩy trưởng kiếm trong tay mỗi lần như vậy hắn ta đã chém mười mấy đạo kiếm khí bức năm người này phải vừa đánh vừa lui chiều thức của hắc tiểu sắc giống hệt như tính tình của hắn ta vậy vừa hung mãnh Vừa mang tính công kích manh liệt Thế nhưng hiện tại xem ra Tình cảnh của ba người có vẻ không lạc quan cho lắm Khả năng bị đánh chết là rất lớn Phó Quảng Thiên và tên cầm cờ chảm quỷ Thì đứng ở bên ngoài lặng lặng quan sát Không nhúng tay vào trong trận chiến này Mặc dù có vô số quỷ vật trong tay Nhưng giờ phút này Cát Vũ vẫn không dám thả chúng ra hỗ trợ Cờ chảm quỷ trong tay của người kia phát ra một loại khí tức cực kỳ cường đại. Hễ quỷ vật nào mà bị cờ trảm quỷ đụng chúng, cho dù là lệ quỷ thì cũng chỉ có hồn phi phách tán. Cát Vũ không dám lơ là cảnh giác. Mười mấy đệ tử trước mắt đã cực kỳ lợi hại. Nếu Phó Quảng Thiên và tên kia còn nhúng tay vào, chắc chắn ba người bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Cát Vũ vừa bận rộn đối phó với năm người trước mặt, vừa cảnh giác nhìn chằm chằm vào phó quảng thiên và tên cầm cờ đề phòng bị đánh lén thêm mười chiêu nữa cát vũ đột nhiên nghe được tiếng kêu từ phía sau liền quay đầu lại thì sao hàn dần đã bị người khác đá bay ra ngoài tay của gã còn bị chém một đau chưa đợi hàn dần đứng dậy hai người kia đã nhanh chóng lại gần mặc sức chém giết thấy vậy cát vũ nhanh chóng vận dụng chiêu thức mới học được đó chính là thuật địa độn. Chỉ trong nháy mắt, hắn ta đã đứng bên cạnh Hàn Sần. Mắt thấy đối phương đang giơ cao đỉnh chém xuống, Cát Vũ nhanh chóng tiến lại gần, vung kiếm lên, trực tiếp mà chém thẳng vào cánh tay đang cầm đao của đối phương. Cánh tay của gã bị chặt đứt, lúc rơi xuống vẫn cầm chặt cây đao. Gã nọ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, vội vàng lui về phía sau, cực kỳ hoảng sợ. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến, Cát Vũ bị năm người kia vây khốn, lại có thể xuất hiện phía sau của gã. Người còn lại muốn nhân cơ hội chém chết Hàn Sần, cũng bị Cát Vũ đánh bay ra ngoài. Thuật địa độn Đệ tử Mao Sơn từ khi nào đã học được thủ đoạn này chưa? Nhìn thấy Cát Vũ sử dụng thuật địa độn cứu Hàn Sần, Phó Quảng Thiên nghi ngờ nói Hàn Sần được Cát Vũ cứu thoát khỏi kiếp nạn, gã vội vàng đứng dậy, luôn mồm nói cảm tạ loại tình huống này đáng ly ra hàn dần không nên can dự là hai người bọn họ liên lụy đến gã vì vậy cát vũ tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn gã bị chém giết năm người bao vây cát vũ lúc nãy còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy hai tên đồng đội bị đánh trọng thương bọn họ vội vàng tiến lại chỗ cát vũ cát vũ quay đầu nói với hàn dần bám theo ta đừng có đi loạn sứt lời Cát Vũ thúc dục khẩu quyết, thân hình của hắn trở nên hư ảo. Chỉ một lúc sau, từ một người biến thành ba người giống nhau như đúc. Người bình thường nhìn vào thì không thể nào phân biệt nổi đâu là Cát Vũ thật, đâu là Cát Vũ giả. Mao Sơn phân hồn thuật. Chiêu này vừa xuất ra, đệ tử nhất quan đạo nhất thời đều sững sốt, tốc độ cũng chậm lại. Một lúc sau cũng không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, tại sao lại có thêm hai tên Cát Vũ nhưng mà, cũng chỉ trong chớp mắt đó, bọn họ lại tiếp tục tiến đến, bao vây chặt chẽ Cát Vũ và Hàn dần lại. Cát Vũ sử dụng Mao Sơn phân hồn thuật, sức mạnh sẽ tăng lên gấp 3 lần bình thường. Cát Vũ vừa xuất ra một chiêu, đệ tử nhất quân đạo ngay lập tức cảm nhận được có một áp lực không nhỏ. Qua vài chiêu nữa, Cát Vũ đã đánh cho hai người trong số bọn họ bị trọng thương. 10 chiêu tiếp theo thì Cát Vũ đã nhanh chóng chém giết tất cả những người vây quanh mình có cát vũ hỗ trợ, Hàn dần giảm bớt được áp lực rất lớn. Gã bám theo cát vũ, nhanh chóng giải quyết đám đệ tử nhất quan đạo. Hắc tiểu sắc ở bên cạnh cũng đột nhiên bạo phát, trường kiếm trong tay trở nên to lớn, lóe ra ánh sáng vàng chói mắt. Hắn vung tay một cái, quét ngang số đệ tử còn lại của nhất quan đạo, khiến cho bọn chúng trở tay không kịp. Phó Quảng Thiên đứng ở một bên nhìn thấy cảnh này, hắn nhau mắt lại nói với lão nhân cầm cờ chạm quỷ bên cạnh chúng ta quá xem thường hai tên này rồi tưởng rằng chúng nhỏ tuổi hữu danh vô thực thì ra thực lực của chúng lại cực kỳ mạnh mẽ người đối phó với tiên tiểu tử núi võ đăng để tiên tiểu tử mau sơn này lại cho ta lão nhân kêu gật đầu đồng ý thân hình của lão khét động bay đến trước mặt thác tiểu sắc lão vung vầy cờ chạm quỷ Tất cả các loại khí tức từ cờ trầm quỷ bộc phát ra ngoài, ép cho Hắc Tiểu Sắc phải lui về phía sau. Hắc Tiểu Sắc kêu lên một tiếng, nhưng hắn ta ngay lập tức cầm theo trường kiếm mà lao vào người nọ. Cùng lúc đó, Phó Quảng Thiên cũng chậm rãi rút trường kiếm ra. Ngay lập tức, lão lắc mình tới chỗ Cát Vũ. Lão ta quan sát lâu như vậy, cũng nhìn ra Cát Vũ nào là thật, Cát Vũ nào là giả. Vừa lại gần, lão tân lập tức nâng kiếm chém một nhát vào đầu của cát vũ cát vũ vẫn luôn chú ý đến phó quảng thiên người này cực kỳ lợi hại lúc lão ta vừa mới xuất hiện đã tạo cho cát vũ một áp lực mạnh mẽ mà loại áp lực này chỉ xuất hiện ở những người cách biệt tu vi với hắn kiếm vừa hạ xuống cát vũ đã vội vàng giơ kiếm lên để mà đón đỡ một kiếm này của đối phương có khí thế rất mạnh nặng tựa như núi thái sơn nhất thời khiến Cát Vũ phải rên lên một tiếng, bước hắn lui ra sau vài bước. Ngay sau đó, Phó Quảng Thiên nhanh chóng tiến tới, tiếp tục chém xuống mấy kiếm về phía Cát Vũ. Chiêu thức của lão ta lúc này chẳng khác gì cuồng phong bão tố, tốc độ nhanh kinh khủng. Không ngờ danh là đà chủ của nhất quan đạo. Cát Vũ liên tiếp hứng chịu hơn 10 kiếm, tay nắm mau Sơn Thất Tinh kiếm du lên bần bật. Một kiếm cuối cùng, Phó Quảng Thiên chém thật mạnh xuống, khiến Cát Vũ rút lui liên tiếp 7 8 bước mới dừng lại được. Mà lúc này, Phó Quảng Thiên cũng không đuổi theo, nhàn nhã đứng đối diện Cát Vũ, trầm giọng nói: "Tiểu tử Mao Sơn, vốn dĩ ngươi có thể rời đi, bảo toàn mạng sống của mình. Nếu ngươi đã không nghe theo thì đừng trách lão phu hạ thủ vô tình." Ta mang ngoại đạo, ngươi có bản lĩnh gì, thì cứ việc thi triển ra hết đi. Cát vũ khí thế không giàn lại nói <laughs> Người đúng là chưa thích quan tài Chưa đổ lệ Thế thì Lão Phu sẽ phải thành toàn cho ngươi Nói xong Phó Quảng Thiên tiến lại gần Trường kiếm trong tay của Lão ta lóe sáng Lão ta xuất một kiếm mạnh mẽ Tốc độ kinh người Cho dù là cát vũ sử dụng Mao Sơn hỗn nguyên bắt quay kiếm Cũng không thể nào ngăn được công kích Như cuồng phong vũ báo của Lão ta Rơi vào đường cùng Cát Vũ đành phải thúc dục thuật địa độn, trốn sang chỗ khác. Thế nhưng cứ mỗi lần xuất hiện, Phó Quảng Thiên tự như là có mắt sau gáy, nhìn chằm chằm vào hắn, nhanh chóng mà chấm xuống chỗ hắn xuất hiện. Xem ra đối phương muốn giải quyết hắn trong vòng một chiêu. Lão ta căn bản không cho Cát Vũ cơ hội để vận dụng chiêu thức đánh trả. Qua thêm vài chiêu nữa, Cát Vũ đã cảm nhận được tu vi của lão già này sâu đến nhường nào. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, không sớm thì muộn, hắn ta cũng bị chém chết. Lại đánh thêm vài chiêu nữa, Cát Vũ nhanh chóng nảy ra một ý tưởng. Hắn vừa sử dụng thuật địa đột. Ngay khi xuất hiện ở một chỗ khác, hắn lại nhanh chóng lấy bùa vân lôi, đánh lên người của phó Quảng Thiên. Sớm chớp đồng đồng, tia xét máu lam lập tức xuất hiện, đánh xuống người của phó Quảng Thiên. Lão ta vừa thấy vậy, vội vàng ngừng tấn công Cát Vũ nhảy ra xa cách đó khoảng 7-8 bước. Cho dù như vậy, lão ta cũng bị uy lực của Bùa Vân Lôi bức lui về phía sau hai bước. Phó Quảng Thiên thực sự tức giận, không nghĩ tới Cát Vũ có thể sử dụng ám chiêu như vậy. Lão ta quát to một tiếng rồi bổ nhào vào Cát Vũ. Mà ngay lúc này, sau khi được nghỉ ngơi vài phút, Cát Vũ trực tiếp giơ hai tay lên, cầm mau Sơn Thất Tiên kiếm, thúc dục pháp quyết, khiến cho bảy thanh tiểu kiếm vần quanh thân hắn Phó Quảng Thiên nhất thời sững sốt. Trong chớp mắt, bảy thanh tiểu kiếm nhanh chóng bay đến gần chỗ lão. Thấy vậy, Phó Quảng Thiên hơi run rẩy nhưng cũng không lùi lại, không trốn tránh. Lão ta trực tiếp ngênh đón bảy thanh tiểu kiếm đánh tới. Âm thanh leng keng một hồi, bảy thanh tiểu kiếm rất nhanh đã bị lão ta đánh bay ra ngoài. Tận dụng thời cơ, Cát Vũ nắm chặt tổ linh tháp, triệu hồi Phượng Di từ trong tổ linh tháp ra ngoài. Phó Quảng Thiên đúng là cực kỳ khó đối phó. Nếu cứ tiếp tục đánh nhau với lão ta như vậy, Cát Vũ sợ rằng mình không chủ quan nổi 20 chiêu nữa. Nếu thua thì chỉ có một con đường chết. Vì vậy, Cát Vũ muốn kêu gọi đại yêu hoặc lão quỷ từ trong tủ linh tháp ra hỗ trợ. Thế nhưng tay của hắn vừa mới chạm vào trong tủ linh tháp, hắn đã ngay lập tức cảm nhận được khí tức hùng mạnh từ trong tủ linh tháp. Không ngờ lại là khí tức của Phượng Si tuy trước đây phượng di chuyên làm điều ác bị cát vũ và bạch triển đánh đến mức mình đầy thương tích đạo hạnh bị tổn hại rất nhiều nhưng cuối cùng cát vũ cũng đã giúp nó hoàn thành tâm nguyện vì vậy phượng di đã đồng ý ở lại bên cạnh hắn làm trợ thủ cho hắn cát vũ còn cho phép phượng di cắn hút quỷ vật trong tủ linh tháp chỉ qua vài tháng phượng di đã trở nên mạnh mẽ lần này lại chủ động ứng chiến Quỷ vật trong tủ linh tháp chắc chắn sẽ biết được tình hình trước mắt. Hiển nhiên là Phượng Si cũng biết được tình hình khó khăn như thế nào. Cát Vũ vui vẻ không thôi. Phượng Di chủ động ứng chiến thì không còn gì tốt hơn. Tuy rằng đầu hạnh của nó mới khôi phục được một nửa, nhưng mà khi tức của nó cũng có thể hù dọa những người khác. Chỉ trong phút chốc, một đoàn sát khí đen đỏ từ trong tủ linh tháp cuồn cuộn bay ra ngoài. Phó Quảng Thiên vừa mới đánh bay được bảy thanh tiểu kiếm, Lão ta muốn chạy về phía Cát Vũ để mà đánh, nhưng lại đột nhiên phát hiện, không biết quỷ vật từ đâu xuất hiện bên cạnh Cát Vũ, dọa Lão ta không nhẹ. Lão ta tạm dừng bước. Quỷ vật? Mao Sơn còn nuôi dưỡng ra một con quỷ vật như vậy sao? Phó Quảng Thiên khó có thể tin mà nói. <laughs> Người chẳng lẽ không biết Mao Sơn có quỷ môn tông sao? Mao xuân ta luyện quỷ thật sự rất bình thường mà chính vì như vậy Mao xuân mới nổi tiếng toàn thiên hạ chứ phượng si vừa đi ra ngoài các vũ tức khác cảm thấy tự tin hơn nhiều phượng si đúng là một trợ thủ cường đại phượng si xuất hiện mang theo một màu đỏ chói lóa trong không khí tràn ngập khí tức cường đại đôi mắt của phượng di đỏ lòm nhìn chằm chằm về phó quảng thiên rồi vươn một ngón tay ra chỉ về phía lão ta mà nói người dám đả thương chủ nhân của ta thì chỉ có một con đường chết lời này vừa nói ra ngay lập tức trên mặt của phượng di nổi lên vô số mạch máu chằng chịt đôi mắt của nó cũng trở nên đỏ như máu tóc của nó thì phất phơ trong gió khi thế gia tăng tới cực đại trông cực kỳ khủng bố phó quảng thiên ngơ ngẩn nhìn phượng di bất giang lùi lại phía sau hai bước ngay sau đó Lão ta vẫy tay một cái, nói với lão nhân đang cầm cờ trảm quỷ, đánh nhau với Hắc Tiểu Sắc ở bên cạnh. "Vương Tả Sư, đưa cờ trảm quỷ cho ta nào." Lão ta vừa dứt lời, lão nhân kia ngay lập tức bước tới chỗ Phó Quảng Thiên, vung tay một cái, ném cờ trảm quỷ cho Phó Quảng Thiên. Tiếp sau đó, Vương Tả Sư rút ra một thanh đoản đao, tiếp tục chiến đấu với Hắc Tiểu Sắc. Cờ trảm quỷ chắc chắn là pháp khí đối phó với quỷ vật tối cao, Cát Vũ nhìn thấy vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Không biết là Phượng Si có thể ngăn cản được cờ trảm quyền này hay không. Phượng Si tuy mạnh mẽ, nhưng đạo hạnh của nó còn chưa khôi phục được 1 phần 3. Hắn vốn cho rằng Phó Quảng Tiên nhìn thấy Phượng Si thì sẽ hoảng sợ bỏ chạy. Thế nhưng thật không ngờ, lão già này không những không bỏ chạy mà còn mang cờ trảm quyền tới hòng đối phó với Phượng Si cầm cờ trảm quỷ trong tay. Phó Quảng Thiên trấn tĩnh cảm xúc, lão ta đứng đối diện với Cát Vũ và Phượng Di, vẻ mặt cảnh giác nhìn bọn họ. Giết hắn. Cát Vũ bèn ra lệnh. Dạ vâng, thưa chủ nhân. Phượng Si nhận được mệnh lệnh, tay của nó vung lên, quỷ khí nồng đậm trên người nó tỏa ra khắp nơi, hóa thành vô số quỷ vật dữ tợn, rít gào mà bay về phía Phó Quảng Thiên. Quỷ khí âm u ngưng kết ra vô số quỷ vật, mênh mông quẩn quẩn, che trời lấp đất. Trong chốc lát, trong rừng cây nhỏ vang lên vô số tiếng kêu đầy thê lương. Cảnh tượng này thực sự là kinh tâm động phách. Cát Vũ đứng cạnh Phượng Di cũng không khỏi hoảng sợ. Xem ra Phượng Di thật sự đã khôi phục không ít. Dù sao nó cũng đã căn nuốt biết bao nhiêu quỷ vật mà Hồng Minh chân nhân đã luyện hóa. Khôi phục đạo hạnh là chuyện đương nhiên rồi. Phượng Si tạo ra động tĩnh lớn như vậy, khiến cho Phó Quảng Thiên đứng bên kia có chút khiếp đảm. Vẻ mặt của lão ta nghiêm nghị, còn có chút khẩn trương. Ngay lập tức, lão ta vung cờ trảm quỷ lên, hai chân thay phiên nhau đạp lên, rót linh khí vào trong cờ trảm quỷ. Cờ trảm quỷ được rót linh lực vào, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Đặc biệt là phù văn trên cờ trảm quỷ như ẩn như hiện, hiện lên một cách sinh động. Ngay lúc vô số âm sát quỷ khí tiến về phía của lão. Phó Quảng Thiên đột ngột quát to một tiếng. Triều Thiên ngũ nhạc, chấn định càn khôn, chạm quỷ thần phiên, giúp ta giết địch. Ngay sau đó, Phó Quảng Thiên vung vẩy cờ chạm quỷ trong tay. Vô số phù văn quỷ dị từ trên lá cờ hiện ra, đánh về phía đoàn quỷ khí của Phượng Di. Phù văn vừa chạm vào quỷ khí, vô số tiếng quỷ khóc vang lên thảm thiết sau đó liền tan thành mây khói. Nhưng thân là yêu ma, phượng di không chỉ có như vậy. Chỉ thấy nó kêu lên một tiếng, vô số ngọn tóc kéo dài, giống hệt như là đám du xà vậy, tiến về phía phó quảng thiên. Chỉ một phượng di cũng đủ làm cho phó quảng thiên chống đỡ không nổi. Mặc dù có sự trợ giúp của cờ chạm quỷ, nhưng lão ta vẫn khó có thể chống đỡ được. Lúc trước để đối phó với phượng di, Cát Vũ đã phải mời Bạch Triển, Lê Trạch Kiếm và Sương Phàm đến hỗ trợ. Bốn người họ liên thủ lại mới có thể bắt sống được Phượng Di. Vì vậy, dù tu vi của Phó Quảng Thiên có cao tới đâu đi nữa, nhưng so với Bạch Triển thì vẫn còn cách rất xa. Mặc dù Phượng Di chỉ mới khôi phục được một phần năng lực của mình, thì Phó Quảng Thiên cũng không phải là đối thủ của nó. Nhìn thấy Phượng Di đang dốc toàn lực đối phó với Phó Quảng Thiên, Cát Vũ sau khi lấy lại hơi sức, cũng gia nhập cuộc chiến. Một tay cầm Mao Sơn Thất Tinh kiếm, một tay niệm thần chú. Miệng hắn lẩm nhẩm chú ngữ. "Yêu yêu minh minh, thiên địa sắc lệnh, Mao Sơn đệ tử, thủ trưởng Thất Tinh, Hỏa Ly Thất Kiếm." Hắn vẫy tay một cái, bảy thanh tiểu kiếm một lần nữa lại xuất hiện. Trên mỗi thanh tiểu kiếm đều tỏa ra một ngọn lửa màu xanh lam, nhanh chóng mà bay về phía Phó Quảng Thiên. Phó Quảng Thiên vốn dĩ đang cật lực chống đỡ với Phượng Si, trông thấy bảy thanh tiểu kiếm đang bay về phía mình, lão ta không khỏi lỗ ra vẻ hoảng sợ. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Phó Quảng Thiên hét lớn một tiếng, cờ trảm quỷ trong tay của lão ta tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, phù văn trên cờ hiện lên một cách sinh động. Ngay sau đó, bảy thanh tiểu kiếm bị cờ trảm quỷ chặn lại. Hai bên va chạm vào nhau, phát ra một tiếng động lớn. Phó Quảng Thiên hét lên, thân mình bị bắn văng ra ngoài, cờ trảm quỷ trong tay của lão ta trở về màu sắc vốn có. Không đợi phó quảng thiên đứng dậy, phượng di giống như là du xà nhanh chóng trườn qua và quấn quanh người của lão. phó quảng thiên thấy vậy, hoảng sợ lui về phía sau. phượng di thực sự là quá cường đại, nếu lão ta còn tiếp tục ở lại đây, nói không chừng tất cả bọn họ đều phải bỏ mạng. tu vi của cát vũ quả thực là không bằng lão ta nhưng tiểu tử kia lại có quỷ vật mạnh mẽ đến vậy. Cùng với thuật pháp hộ thân quá là mạnh mẽ, muốn đánh lại hắn thực sự là không đơn giản. Hơn nữa, còn chưa nói đến việc tiểu tử kia có thể sử dụng mau Sơn phân hồn thuật, thực sự là khiến cho lão ta kinh ngạc không thôi. Nghĩ tới đây, Phó Quảng Thiên nhanh chóng đứng dậy, nâng cờ chạm quỷ lên một lần nữa, hô to một tiếng. Rút lui! Lão ta vừa hét lên, vô số tóc đen đã nhanh chóng cuốn lấy chân của lão ta, khiến lão ta không thể nào tiến về phía trước. Toàn thân của lão ta lảo đảo suýt ngã. Phó Quảng Thiên nhanh chóng phản ứng lại, lão ta rút trường kiếm bên người ra, chặt đứt mớ tóc đen đang quấn trên đùi của lão, sau đó tiếp tục chạy về phía trước. Những đệ tử của Nhất Quân Đạo nghe thấy mệnh lệnh của Phó Quảng Thiên, nhanh chóng rút ra khỏi vòng chiến, vội vàng chạy vào bên trong rừng. Phó Quảng Thiên vừa chạy trốn vừa bắn lên một tín hiệu pháo hoa hình hoa sen nổ tung trong không khí phát sáng cả đất trời. Đệ tử nhất quân đạo chắc chắn không chỉ có từng này người. Cát Vũ thầm nghĩ một phân đà cũng phải có ít nhất là ba bốn trăm người tín hiệu kia chắc chắn là đã đánh động đến những người còn lại trong phân đà rồi. Nghĩ vậy Cát Vũ chỉ dám đối phó qua loa vài chiêu với lão ta không dám dùng toàn lực để mà truy sát nhưng ở phía bên kia, Hắc Tiểu Sắc vẫn đang bám chặt lấy Vương Tả Sứ, mặc cho Vương Tả Sứ muốn chạy trốn cũng không có cách nào thoát thân được. Cát Vũ thấy vậy nhanh chóng đưa hai phân thân cùng Phượng Di gia nhập cuộc chiến. Chỉ sau vài giây, bọn họ đã hạ gục được Vương Tả Sứ. Phượng Di phóng thích tóc đen quấn quanh người của lão ta, biến lão ta thành một cái kén, trói chặt khiến cho lão ta không thể động đậy được. Hắc Tiểu Sắc cực kỳ cao hứng. Hắn ta mắng to một tiếng, rút kiếm lên muốn chém giết Phương Tả xứ. Ngay lúc này, Miêu Sát không biết từ đâu liền bổ nhào vào phía Hắc Tiểu Sắc. Hắn ta nhanh chóng trốn qua một bên, tránh thoát được sự công kích của nó. Mại Kiếp, chờ ta bắt được ngươi thì ngươi chỉ có con đường chết thôi. Miêu Sát nằm dập xuống đất, lông tơ dựng đứng. Nó gầm gừ một tiếng, con mắt đỏ như máu vẫn nhìn chằm chằm vào Hắc Tiểu Sắc. Hắc Tiểu Sắc vung trường kiếm lên, mười bóng kiếm phát ra, nhiều sát vội vàng né tránh. Cát Vũ hừ lạnh, Phượng Si ở bên cạnh nhanh chóng cuốn chặt lấy Miêu sắt. Miêu sắt vùng dãy dữ dội, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi vòng vây của Phượng Di. Tóc đen trên đầu của Phượng Di tiếp tục lao đến, cuốn chặt lấy chân của Miêu Sát. Được lắm, tối nay chúng ta có bữa lẩu mèo rồi hắc tiểu sắc tiến lại gần miêu sát rồi nói ngay thế vậy vương tả sư ở bên cạnh tức giận mà nói tiểu tử kia đừng cơ động đến nó muốn cha muốn giết thì cứ nhầm vào ta đi cát vũ nghe vậy vội vàng dừng chân nhìn về phía lao tao rồi nói Ồ, ngươi tưởng bọn ta không dám giết ngươi sao lão nhân kia bị tóc đen cuốn chặt tự biết không còn đường sống nhưng vẫn kiên quyết rồi nói Thả nó ra Đừng nhằm vào nó Cứ nhằm vào ta đây Được rồi Dù sao ngươi cũng chẳng phải thứ gì tốt lành Nếu đã muốn chết Thì Hắc Sa Ta sẽ thành toàn cho ngươi Hắc Tiểu Sắc dơ cao trường kiếm trong tay Nhằm đến vùng cổ của Vương Tả Sứ Miêu sát đang bị bao vây Nghe thế vậy thì mở miệng nói Sừng tay Thả cha ta ra Chuyện này không liên quan gì tới ông ấy Tất cả mọi người đều sững sốt, đồng loạt quay đầu nhìn nó. Âm thanh phát ra là của nữ. Chuyện này không quan trọng, nhưng nó vừa nói Vương Tả Sứ là cha của nó, Suốt cuộc chuyện này là gì vậy? Mọi người ai nấy đều cực kỳ tò mò. Cát Vũ liền đi tới bên cạnh nó, trầm giọng hỏi: "Tại sao ngươi lại ngăn cản bọn ta siêu độ cho Đặng Nhất Hoàng? Người rốt cuộc có âm mưu gì?" Đôi mắt của nó chợt lóe sáng, biến thành màu hổ phách. Ánh mắt đau thương rồi nói. Ta muốn Lưu Khải Văn sống không bằng chết. Nếu không có hắn, sao ta lại ra nông nỗi này chứ? Người... người rút cuộc là ai? Hàn dần công xích lại gần, hơi hoảng sợ hỏi. Ta... ta là bạn gái của Lưu Khải Văn. Ta tên là Phương Hinh Đồng. Miêu sát đột nhiên nói vừa nghe tới vậy, mọi người không khỏi ngạc nhiên một trận. Hàn Dần ngay lập tức hỏi: không phải ngươi nhảy lầu tự tử sau khi Đặng Như Hoàng chết sao? Ta không nhảy lầu tự tử, ta bị Lưu Kẻ Văn ép chết. Sau khi Đặng Như Hoàng chết, ta cực kỳ đau lòng, cho nên tối hôm sau ta đã đi uống rượu giải sầu. Nhưng ta chưa từng nghĩ mình lại bị hạ thuốc trong quán bar đó, đến khi ta tỉnh lại thì quần áo trên người đã không cánh mà bay. Chính tên Lưu Khải Văn đã ép buộc ta, hắn còn gửi thư đe dọa ta. Nếu ta không ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói, thì hắn, hắn ta sẽ phát tán đông ảnh đó lên trên mạng xã hội, cho mọi người đều biết. Miêu sát vừa nói vừa lặng lẽ rơi lệ. Về mặt ai nấy đều khiếp sợ. Thật không ngờ Lưu Khải Văn lại dám làm ra chuyện thiếu đạo đức đến mức như vậy. Hắn ta thực sự rất đáng chết. Thảo nào, Miêu Sát lại ngăn cản Cát Vũ siêu độ cho Đặng Như Hoàng, thì ra là vậy. Ai nấy đều tưởng Vương Hinh Đồng nhảy lầu tự tử là do Đặng Như Hoàng chết. Ai ngờ đâu, thì ra là do bị Lưu Khải Văn ép buộc. Lưu Khải Văn không những bức tử Đặng Như Hoàng, khiến Đặng Như Hoàng chết không nhắm mắt, mà còn dám động đến Vương Hinh Đồng nữa. Vậy mà lúc Cát Vũ truy hỏi, hắn ta một mực thể thốt, nếu bọn họ không gặp Vương Ninh Đồng ở đây, chắc hẳn cũng bị hắn ta lừa cho một vố rồi. Mại Kiếp, tên tiểu tử kia đã bức tử đặng như hoàng, lại còn không tha cho nha đầu này, thực sự là quá thủ đoạn. Ta dù có không biết xấu hổ, cũng không dám làm ra những chuyện thiếu đạo đức như vậy đâu. Hắc Tiểu Sắc không ngờ nói, ngay bên cạnh hắn, vẻ mặt ai nấy đều trở nên u ám mà hàn dần đứng một bên lại chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ vì chuyện này mà hàn dần đã cầu xin hai người bọn họ tới cảng đảo Rốt cuộc khiến cho mọi chuyện dối tinh dối mù vương tả sứ cười lạnh nói <laughs> mao sơn ư núi vô đang sao cuối cùng thì ta cũng nhìn rõ bộ mặt thật của các ngươi rồi về tiền chuyện gì các ngươi cũng có thể làm được cho dù có táng tận lương tâm các người còn chẳng bằng bọn ta Tiểu tử kia hại con gái ta thê thảm như vậy Các người lại còn giúp hắn Đám danh môn chính phái Chó ma rể chứ Lúc nãy Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc còn chưa rõ sự tình Bây giờ hiểu được thì đành phải Nhất nhịn nghe vương tả sứ mắng trời Mọi chuyện Đều giống như hai người bọn họ Đang nối giáo cho giặc Nhưng bọn họ thật sự là bị oan Sao bọn họ biết được Vương Hinh Đồng bị Lưu Khải Văn bức tử cơ chứ. Nếu biết Lưu Khải Văn là dạng người như vậy, hai người chắc chắn sẽ không nhúng tay vào chuyện này mà trái lại còn giúp Đảng Dữ Hoàng báo thù nữa. Hai người quay lại nhìn nhau, bọn nọ đúng là bị cha con nhỏ Lưu chơi một vố rồi. Một lúc sau, Miêu Sát tiếp tục nói: Lưu Khải Văn gửi tin nhắn, bảo ta tối thứ ba phải tìm đến hắn. Nếu ta không đi, hắn sẽ phát tán số ảnh đó khiến cho ta bị mọi người chỉ trỏ ta ta không thể nhẫn nhịn được nữa bạn trai thì cũng đã bị hắn bức tử ta thì bị hắn đe dọa ta không còn cách nào khác mới phải nhảy lầu tự sát chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi hắn bây giờ ta không còn mặt mũi nào nhìn mặt người khác nữa ta thực sự là có lỗi với cha ta vì vậy ba ngày sau khi đặng như hoàng chết Ta đã đi tới chỗ hắn nhảy lầu. Khi ta nhảy xuống, thần hồn của ta vừa thoát khỏi cơ thể, bỗng dưng con mèo đó nhảy vào người ta. Vì vậy mà thần hồn của ta mới chiếm lấy thân xác của nó, ta biến thành miêu sát. Hôm nay ta ngăn cản các ngươi siêu độ cho đặng như hoàng là bởi vì không muốn tên Lưu Khải Văn kia làm nhiều điều ác mà vẫn còn sống như vậy. Hắn đã hại hai mạng người, dựa vào cái gì mà bọn ta phải chết, còn hắn ta thì vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật cơ chứ? Nói tới đây, Miêu Sát có vẻ hơi kích động, đôi mắt của nó ánh lên màu đỏ chói lóa. Muốn tạo ra một con Miêu Sát cực kỳ khó khăn, cũng cực kỳ hiếm có, phải là lúc một người sắp chết, có một con mèo đen tinh khiết, trên người không có chút bụi bặm nào. Hơn nữa, nó phải nhà vào người kia lúc trời nổi sông bão mới có thể khiến cho hồn người nọ bám vào, hình thành miêu sát. Miêu sát có được linh hồn của con người, lại có thân thể của mèo đồng thời trên người cũng có một sức mạnh âm tính huyền bí, có thể không chế bách quỷ. thân thể của miêu sát cũng rất nhanh nhẹn, phóng nhanh như là tia điện. mặc dù tu vi của người tu hành không tệ, cũng rất khó mà bắt được nó. lúc này nếu không có phượng si thì cũng không thể nào bắt được miêu sát. vương hình đồng có thể trở thành miêu sát, đây cũng coi như là định mệnh. mọi người ai nấy đều trầm ngâm, hàn dần ở bên cạnh có chút kỳ quái hỏi. Cha ngươi dù gì cũng là tà sứ của nhất quân đạo phân đà càng đào. Quyền cao chức trọng. Tại sao ngươi không nhờ cha ngươi báo thù? Muốn giết chết hắn, thực sự là không khó. Ta và Đặng Như Hoàng đều bị hắn ta hại chết. Cho dù Đặng Như Hoàng có tha thứ cho hắn, thì ta không bao giờ có thể tha thứ được. Hắn phải bị tra tấn tới chết mới thôi. Miêu Sắt nghiến răng nghiến lợi rồi nói: "Thật ra, bọn ta cũng không biết chuyện này tưởng hắn chỉ hại chết mỗi đẳng như hoàng thôi chuyện lúc trước hai người cũng thấy rồi đấy bọn ta đã lôi hắn đến để cho đặng như hoàng xả hận thật không biết được hắn còn hại cả ngươi nữa nếu đã như vậy chuyện này bọn ta sẽ không xen vào các người muốn chém muốn giết hắn cũng không liên quan gì tới bọn ta nữa hắc tiểu sắc nhâm mặt nói cát vũ cũng gật đầu quay đầu nhìn thoáng qua phượng si ý bảo nó có thể thu tay lại Phượng Diên nghe lệnh Thu đám tóc đen lại Miêu sát và vương tả sứ ngay lập tức được giải thoát Vương tả sứ ngạc nhiên nhìn Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc Một hồi lâu sau mới hỏi Các người Các người như vậy là có gì chứ Bọn ta thả ngươi ra ngươi còn không muốn sao Hắc Tiểu Sắc nhìn vương tả sứ rồi nói Chỉ có như vậy mà đã thả bọn ta đi sao Vương Tả sứ không chắc chắn rồi hỏi lại. "Ừ, đúng vậy. Hai người các ngươi có thể rời đi. Chuyện của các ngươi, bọn ta sẽ không xen vào nữa. Nếu trước kia ta biết Lưu Khải Văn làm ra những chuyện thương thiên hại lý như vậy, thì có chết bọn ta cũng không bao giờ nhúng tay vào chuyện này." Cát Vũ cũng bèn giải thích. Vương Tả sứ chắp tay với Cát Vũ và hát Tiểu Sắc, cảm kích rồi nói: "Thật không nghĩ hai vị lại đại nghĩa thâm minh như vậy." Vừa rồi là ta đã mạo phạm đến hai vị Mong hai vị thứ lỗi cho ta Hắc tiểu sắc khoát khoát tay sổ nói Đừng nói như vậy Bọn ta thả ngươi đi Là do nể mặt cô gái này Sẽ đến cùng Chúng ta một chính một tà Mãi mãi không thể đội trời chung Lần sau gặp lại Bọn ta sẽ không hạ tù lưu tình đâu Cứ yên tâm Vương đồng húc ta tuyệt đối Sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa Ông ta chắp tay sổ nói Người đưa Miêu Sát đi đi. Chuyện này bọn ta chắc chắn sẽ không xen vào. Nhưng có một việc bọn ta cần nhắc nhở. Nhất quân đạo các ngươi tốt nhất đừng có làm hại người vô tội. Bằng không bọn ta chắc chắn sẽ tiêu diệt toàn bộ phân đàn này. Cát Vũ tuyệt đối không nói giỡn. Hắn thực sự có đủ năng lực tiêu diệt cả phân đà nhất quan đạo. Vương Đồng Húc cũng thấy được, Cát Vũ đã đánh bại phân đà chủ Phó Quảng Thiên như thế nào, khiến cho bọn họ phải chạy trốn ra sau với thực lực của hắn việc tiêu diệt phân đà nhất quân đạo ở cảng đảo là cực kỳ dễ dàng vương đông húc lập tức bèn hoảng sợ nói hai vệ cứ yên tâm phân đà bọn ta tuy rằng trực thuộc nhất quân đạo nhưng từ sau khi tổng đà bị tiêu diệt phân đà chẳng các gì rắn mất đầu cả vẫn luôn an bình bất động lần này nếu không phải vì chuyện của bọn ta cả phân đà cũng không tụ tập về đây Ngài chắc cũng đã biết, trước kia phân đà bọn ta không hay giao lưu với tổng đà. Diện tích của cảng đảo cũng không lớn, lại xa bờ nên có rất nhiều hạn chế. Tổng đà cũng ít khi nhờ bọn ta làm việc. Cho nên hầu như bọn ta chỉ tu luyện là chính. Và lại, phân đà chủ của bọn ta, Phó Quảng Thiên, vẫn luôn dặn dò đám đệ tử rằng không được làm hại người khác. Xem ra, nhất quân đảo ở đây không có sức ảnh hưởng như ở nội địa. Cát Vũ gật đầu, phất tay với hai người rồi nói: "Được rồi, các người đi đi." Vương Đông Húc chắp tay lần nữa với bọn họ, nói lời cảm tạ. Nhiều sát cũng quay đầu nhìn Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc, hơi gật đầu, sau đó nhảy lên vai của Vương Đông Húc. Một người một mèo cứ như vậy mà rời đi. Đi chưa được vài bước, Cát Vũ đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, bèn nói: "Chờ một chút." Vương Đông ngúc hơi run rẩy, cho rằng Cát Vũ muốn thay đổi chủ ý. Ông ta vội vàng xoay người lại, hỏi Cát Vũ: "Không biết là các gã còn có vấn đề gì sao? Vì này chính là Hàn Dần đại sư, chuyện của các ngươi không liên quan gì tới hắn. Nếu các ngươi muốn tính sổ, cứ việc tìm bọn ta." Nếu sau này ta phát hiện Hàn dần có mệnh hệ gì Ta chắc chắn sẽ tìm bọn ngươi để trả thù Cát Vũ nói lời uy hiếp Xin ngài cứ yên tâm Ngài đã thả hai cha con của bọn ta đi Bọn ta cực kỳ cảm kích Làm sao còn dám tìm ngài trả thù chứ Đợi ta quay về phân đà Ta sẽ giải thích rõ ràng với phân đà chủ Vương Đông Húc cung kính rồi nói Cát Vũ gật đầu Lúc này mới cho bọn họ rời đi Bọn họ vừa đi, Hàn Dần đã lập tức hành lễ với Cát Vũ. Gã vô cùng cảm kích rồi nói: "Xin cảm tạ ơn cứu mạng của sư gia. Vừa rồi nếu không phải ngài ra tay kịp thời, ta đã sớm bỏ mạng rồi. Chuyện này là do lỗi của ta. Ta thật sự không biết Lưu Khải Văn kia lại động đến người của nhất quân đạo. Hắn đã làm hại nhiều người như vậy, chết là xứng đáng. Nếu ta biết hắn là dạng người như vậy, Ta có chết cũng không bao giờ dám mời hai vị đến giúp đỡ. Được rồi, ngươi đừng có nói nữa, chúng ta mau trở về đi. Hắc Tiểu Sắc có chút buồn bực rồi vẫy tay. Bọn họ vậy mà lại bị hai cha con nhỏ Lưu chơi xỏ một vố. Cát Vũ thu lại hai phân thân, sau đó nhìn Phượng Si nhẹ nhàng hỏi. Người đã khôi phục được mấy phần công lực rồi? Dạ, dạ tầm khoảng ba phần thưa chủ nhân phượng si cung kính rồi nói từ nay về sau đừng gọi ta là chủ nhân chúng ta là bảng hữu người cứ gọi là tiểu vũ là được lần này may mà có ngươi kịp thời ra tay giúp đỡ ta mới vượt qua được cát vũ nói chủ nhân đó là chuyện ta nên làm nếu không có ngươi ta đã sớm hồn bay phách tán rồi Phượng Di trước sau không chịu sửa miệng, Cát Vũ không khỏi bất đắc dĩ. Hắc Tiểu Sắc chợt tiến lại gần Phượng Di, nhìn sát khí quanh thân, hắn ta hít sâu một hơi. Phượng Di này trước kia Hắc Tiểu Sắc cũng có gặp qua, nhưng lúc đó Phượng Di chẳng có tí công lực nào. Bây giờ nó đã khôi phục 3 phần công lực, đúng là khác biệt một trời một vực so với trước kia. Phượng Di ngày càng lợi hại, có một trợ thủ đắc lực như vậy ở bên cạnh. Tiểu Vũ à, ngươi đúng thực là may mắn đấy nha. Hắn ta vừa nói, vừa quan sát Phượng Di. Phượng Di một thân đỏ thẫm, khuôn mặt trắng nõn, xem chừng đúng là một mỹ nhân. Hắc Tiểu Sắc nhìn thấy vậy, đôi mắt sáng rực. Hắn ta nhìn không được mà nói: "Ta nói này Phượng Di, hay là ngươi đi theo ta đi?" Tiểu Vũ chẳng khác gì tên đầu gỗ, đi theo hắn chẳng có gì thú vị chẳng bằng Hắc Gia Ta biết ăn nói, ngươi cứ đi theo ta, hai chúng ta có thể tâm sự với nhau, bồi dưỡng tình cảm. Không đợi cho Hắc Tiểu Sắc nói hết, Phượng Di nhíu mày thật chặt, nhìn cực kỳ mất hứng. Trên mặt nổi lên vô số mạch máu đỏ lòm, nó tức giận rồi nói: "Đồ trăng hoa, dám trêu chọc ta, ngươi không muốn sống nữa phải không?" Lời vừa nói xong, Hắc Tiểu Sắc cũng bị dọa sợ hắn ta vội vàng cười cười rồi nịnh nọt nói <laughs> ta chỉ nói sỡn thôi Phượng di ngươi đừng có tức giận ta và tiểu vũ chính là huynh đệ thân thiết với nhau cát vũ cũng cạn lời hát tiểu sắc thật là can đảm dám trêu đùa với quỷ vật hắn sợ phượng di tức giận cho nên vội vàng thu phượng di lại vào tụ linh tháp ơ tiểu vũ à ngươi thả phượng di ra bọn ta còn chưa nói xong đâu hắc tiểu sắc thấy vậy thì không cam lòng nói này này phượng di là quỷ vật đấy ngươi mà chọc giận nó đến ta cũng không thể giúp nổi đâu lá gan của ngươi cũng thật lớn dám trêu chọc quỷ vật cát vũ tức giận mà nói ngươi thì biết cái gì đây gọi là tình thú nói không chừng ta và phượng di còn có thể thành một đôi đấy hắc tiểu sắc cười cười nói cát vũ nghe thì cũng lười để ý đến hắn Hắn ta đỡ hàn dần dậy, đi về phía ngôi mộ của Đặng Như Hoàng. Hai cha con nhà lưu vẫn đang ở đó. Cát Vu vừa mới đến nơi, thì hai lão quỷ liền chui lại vào trong tụ linh tháp. Hai cha con nhà lưu nhìn thấy bọn họ, giống như là nhìn thấy cứu binh. Lưu Vi Tùng vội vàng đứng dậy, kích động nói: "Các đại sư à, cuối cùng các người cũng đã trở lại rồi. Các vị có bắt được con mèo đó không?" không nhắc tới còn nữa, ông ta vừa nhắc tới, ba người ai nấy đều rất tức giận. Lưu Tiên Sinh à, chuyện của ngươi bọn ta không quản nữa, mời hai người đi tìm người khác đi. Hàn Dần u ám mà nói. Cái gì chứ, không quản nữa sao? Các ngươi đêm hôm khuya khoắt đưa bọn ta tới chỗ quỷ quái này, khiến con ta bị đánh thừa sống tiêu chết, rồi các ngươi lại bỏ mặc bọn ta. Làm gì có chuyện như vậy được chứ Lưu Vi Tùng giận dữ mà nói Lúc này Ngay cả Lưu Khải Văn vừa bị đánh thảm Đến mức không nỡ nhìn Cũng cố gắng mà ngồi dậy Cả giận nói Các ngươi đúng là đồ lừa đảo Ta thừa biết các ngươi chắc chắn không làm được Ta đã bị đánh như vậy rồi Bị các ngươi tra tấn Vậy mà các ngươi lại bảo mặc kệ Đám người vô liêm sỉ các ngươi Thực là thực là không biết xấu hổ lưu khải văn bị đặng như hoàng đánh đập một hồi vốn cho rằng hắn ta chỉ cần chịu đựng là về sau có thể bình an tiếp tục cuộc sống của một phú nhị đại nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như hắn ta tưởng tượng lưu khải văn hiện tại đã có chút cuồng loạn lúc hắn ta cầu xin cắt vũ thì còn ăn nói khép nép đến lúc bọn họ không giúp hắn nữa thì bắt đầu mắng trời lúc đầu hắn chỉ mắng nhẹ nhàng dần dần nói toàn lời khó nghe, toàn những từ ô uế xúc phạm người khác. Cát Vũ cực kỳ mất hứng, Hắc Tiểu Sắc thì phát hỏa. Hắn ta trực tiếp tiến tới, tát cho Lưu Khải Văn hai cái, khiến cho khóe miệng của Lưu Khải Văn rỉ máu. Hắn vốn dĩ đã bị đánh thành đầu heo, nay càng thảm không nỡ nhìn. Lưu vi Tùng thấy vậy, cũng tức giận không kém. Ông ta nhặt một hòn đá từ dưới đất lên, ném thẳng vào đầu của Hắc Tiểu Sắc. Đồ lừa đảo Lão tử liều mạng với các ngươi Cục đá còn chưa kịp ném ra Hác tiểu sắc đã nâng chân lên Đá vào bụng của Lưu Vĩ Tùng một cái Chỉ một cước này đã bay ông ta ra ngoài Khiến cho ông ta nằm dạp trên mặt đất Đau đến mức Không thốt ra được lời nào Ngoại trừ hàn dần Cạt vũ và hác tiểu sắc đều đang trong cơn nóng giận Hận không thể đánh chết Hai cha con bọn họ Một hồi lâu sau lưu Vĩ tùng hít một hơi thật sâu chỉ vào mấy người bọn họ rồi nói được lắm các ngươi còn dám đánh hai cha con ta người dám xem thường nhỏ lưu ở cảng đảo sao các ngươi cứ chờ đấy nói rồi ông ta lại nhìn hàn sần nghiến răng nghiến lợi nói họ hàn kia ngươi cũng chờ đấy ta chắc chắn phải khiến cho ngươi tán ra bài sản tiếng xấu lan xa ta còn không rõ chiêu trò của các ngươi sao không phải muốn thêm tiền sao Trước khi đòi 5 triệu Sau đó lại tăng lên 20 triệu Hiện tại không phải muốn tăng lên 40 triệu đấy chứ Người cho rằng Nhà họ lưu ta không có gì ngoài tiền Nên muốn lấy bao nhiêu cũng được phải không Tiền bạc không phải là vấn đề Ngay từ ban đầu Bọn ta đã nói rõ Muốn bọn ta giúp đỡ Người phải kể hết với bọn ta Nhưng các ngươi lại dám giấu xiếm Ta hỏi ngươi, Chuyện Vương Hinh Đồng nhảy lầu có liên quan gì tới ngươi không?" Hàn Dần lạnh giọng chất vấn. Nghe thế vậy, Lưu Khải Văn lập tức căng thẳng, trông hơi hoảng loạn. Lưu Vi Tùng vẫn tiếp tục nói: "Cô gái đó tự nhảy lầu chết, liên quan gì đến bọn ta chứ?" Chuyện gì nên nói, bọn ta đều đã nói rồi. Các người muốn thêm tiền thì không có cửa đâu." Cát Vũ cười lạnh một tiếng rồi nói: <laughs> Không ai có thể cứu được con này của ngươi được nữa Ngươi tự hỏi con của ngươi xem Rốt cuộc là hắn ta đã làm gì Vương Hình Đồng Lưu Vĩ Tùng nhìn Lưu Khải Văn Lưu Khải Văn hoảng loạn Vội vàng lắc đầu rồi nói Cha con con không làm gì hết Bọn họ muốn đòi tiền chúng ta đấy Cha cha đừng có tin bọn họ <laughs> Tiểu tử Tuổi còn nhỏ mà không lo học hành Lại đi làm điều ác Người học đâu ra cái thói hạ thuốc người khác vậy chứ Còn dám chụp ảnh khỏa thân của người ta Lấy đống ảnh đó để mà đi uy hiếp người ta Dọa tung ảnh lên mạng Khiến cho cô gái đó không chịu được Mà phải nhảy lâu tự tử Người tự nói xem Người có làm những chuyện này không Hắc tiểu sắc cắn răng rồi nói Vừa nghe thế vậy Lưu gái Văn chợt run rẩy, Nhìn không được mà nói Chuyện chuyện này người, người làm sao mà biết được chứ nếu không muốn người khác biết thì tốt nhất là đừng có làm. Người cho rằng không ai biết được sao? Nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió chứ? Tiểu tử, không phải Hắc Sa Ta muốn dọa ngươi, nhưng ngươi phải chết là cái chắc. Không chỉ có Đặng Như Hoàng muốn giết ngươi, mà có cả Vương Hinh Đồng nữa. Người đã hại chết hai mạng người, tội nghiệp nặng như vậy, chết là thích đáng. Hắc Tiểu Sắc cười lạnh nói: Lưu Vĩ Tùng vừa nghe tới lời của Hắc Tiểu Sắc nói, không thể tưởng tượng được mà nhìn Lưu Khải Văn hoảng sợ hỏi. "Khải Văn à, con con thực sự đã làm vậy sao?" "Cha, con con thực sự rất thích Vương Hinh Đồng, nhưng nhưng cô ấy không thích con, cho cho nên." Lưu Khải Văn ngập ngừng nói. "Dù có thích cô ấy thì cũng không thể làm như vậy được, nhà ta không thiếu tiền." Cô gái bình thường không phải đều thích tiền sao? Mua đồ cho cô ấy, dùng tiền dụ dỗ, ta không tin không thể thu phục được cô ấy mà." Lưu Vi Tùng bèn nói. "Đúng là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Có người cha như vậy, thảo nào mà Lưu Khải Văn lại sống buông thả như thế?" Nhưng Lưu Khải Văn lại nói: "Cha, nếu dùng tiền có thể thu phục được cô ấy thì con cũng không phải hạ thuốc, cô ấy không nhận bất cứ thứ gì cả." Lưu Vĩ Tùng vừa biết được mọi chuyện đều do con mình gây ra. Biết chuyện này không thể tha thứ được, liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt, quay lại cầu xin bọn họ nói: "Hàn đại sư à, ta ta đồng ý nâng giá 50 triệu đô la Hồng Kông, cầu xin ngài giúp bọn ta đi, giúp con ta vượt qua khó khăn này." Đây không phải là vấn đề tiền bạc, bọn ta làm nghề này cũng có giới hạn. Thực sự xin lỗi, chuyện này ta không thể giúp được. Hàn Dần nói xong, liền xoay người rời đi. Hàn Đại Sư à, xin xin dừng bước. Lưu Vi Tùng gọi lần nữa. Lưu Tiên Sinh à, người vẫn nên chuẩn bị hậu sự cho con của ngươi đi. Đừng cầu xin ta nữa, chuyện này ta không thể nào giúp được đâu. Hàn Dần khách khí mà nói. Người thực sự không giúp sao? Lưu Vi Tùng trầm giọng hỏi. Ta không giúp. Hàn dần quả quyết nói. Vậy được, ngày mai ta sẽ nói cho mọi người biết bộ mặt thật của ngươi, nói ngươi là kẻ lừa đảo, hai người các ngươi nữa đều là một lũ lừa đảo, để ta xem còn ai dám đến tìm các ngươi. Lưu Vi Tùng cầu xin công được, bắt đầu uy hiếp Hàn dần, nhưng Hàn dần cũng là một con cáo già, gã mỉm cười rồi nói. <cười> người cứ việc nói, Ngươi đến nhờ ta. Ta còn chưa thu một đồng cắt nào Ai dám nói ta lừa đảo Nếu người đã muốn gây chuyện Ta sẽ giúp ngươi Ta sẽ chiếu cáo toàn thiên hạ biết chuyện Con ngươi hại chết hai mạng người Để ta xem ai lợi hại hơn Lời này vừa thốt ra Lưu Vi Tùng lập tức thay đổi sắc mặt Chuyện này không phải chuyện nhỏ Nếu bị lan chuyển ra ngoài Con của ông ta sẽ bị hủy hoại Nói không chừng còn phải vào ngồi tù Nếu một nọ đã biết chuyện chắc chắn phải có chứng cứ. Lưu Vĩ Tùng vừa nghĩ xem nên làm gì tiếp theo bây giờ. Cát Vũ đã xoay người rời đi, Hàn dần cũng nhanh chóng đuổi theo bọn họ. Đi được tầm khoảng 10 mét, Cát Vũ quay đầu nhìn lại, thấy Lưu Vĩ Tùng nhẹ nhàng nâng Lưu Khải Phan dậy, cho hắn ta ngồi vào xe lăn. Ông ta ngẩng đầu nhìn bọn họ, đôi mắt tràn ngập lửa giận. Chuyện này xem như là kết thúc tại đây.